Về nhà thì mình cũng hỏi thăm chồng, bây giờ anh nhìn em như thế nào, còn đẹp như xưa không? Thì chồng mình cũng nói giờ nhìn còn già như bà già 60 tuổi vậy, cũng lớn rồi, phụ nữ rồi, giờ mình phải đi chăm sóc cho bản thân mình thì mình mới chăm sóc được cho gia đình, mới Đúng giữ rồi được chị, hạnh phúc gia đúng đình. rồi chị. Dạ em chào chị Hạnh, em chào bác sĩ ạ. Thì sau khi mình làm cái công nghệ này thì chị thấy cái hiệu quả da của mình như thế nào chị? À, chị thấy rất là tốt, da nó căng, nó căng hơn, cái mặt chị nó thon gọn hơn, và cái rãnh cười nó cũng bớt sâu hơn. Dạ, nhiều đúng không? Dạ, em thấy là hôm nay da chị nó săn chắc nhiều hơn nè. Dạ, thì sau khi mình làm công nghệ Super Nano Collagen rồi đó, thì chị thấy cái hiệu quả da mình như thế nào ạ? Chị thấy nó có tiến triển nhiều hơn, da dẻ nó mịn mượt hơn, rồi nó căng bóng hơn, với lại cái nét nhăn li ti nó cũng giảm dần, và cái lỗ chân lông của chị nó cũng se khít dần. Thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm giúp em cái tình trạng của chị Hạnh cũng như là cái phương pháp chị Hạnh đang làm được không ạ? Thì mình đã kết hợp hai cái phương pháp. Thứ nhất là trẻ hóa da bằng anti-aging để nâng cơ, tăng sinh collagen, làm săn chắc da, làm căng da. Sau đó thì mình trên bề mặt da thì mình thực hiện cái phương pháp đó là Super Nano Collagen. Mình đưa dưỡng chất vào bên trong da để tái tạo lại cái làn da, giúp cho da dày hơn, khỏe hơn, mịn màng hơn, và nó bớt đi các cái nếp nhăn ti trên da, nó có cái độ bẩn trên da tốt hơn. Thì mình thấy đó là da của chị nó khá là săn, hay phần cơ nó được săn chắc này. Thứ hai là da bớt được nếp nhăn trên da, da khỏe hơn, có độ dày, độ đàn hồi của da tốt hơn. Rồi thấy có cái độ căng bóng mịn màng của da rất là đẹp. Thì trong quá trình làm chị Hạnh làm có thấy đau không chị? Không, chị thấy nó bình thường, thư giãn lắm, không có thấy cảm giác gì đâu. Để có một làn da căng bóng, khỏe đẹp cũng như chị Hạnh thì mọi người hãy liên hệ vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.